Trong đái tháo đường, cơ thể của bạn gặp rắc rối trong vận chuyển glucose, một dạng của đường, từ máu vào tế bào. Điều này dẫn đến có thừa glucose trong máu nhưng không đủ lượng glucose cho tế bào. Nên nhớ, tế bào dùng glucose như một nguồn năng lượng quan trọng. Vì vậy, tế bào hiện đang trong tình trạng bị đói. Có một chiếc xe vận chuyển glucose vào tế bào, tên gọi là insulin. Chiếc xe này được sản xuất từ nhà máy mang tên là Tụy. Khi nhà máy không sản xuất đủ những chiếc xe vận chuyển, hàng hóa mang tên glucose sẽ không thể đi từ máu và tế bào và rắc rối xảy ra. Có hai loại cơ chế khác nhau khiến cơ thể không có đủ insulin, và từ đó người ta phân làm hai loại đái tháo đường type 1 và type 2. Cơ chế thứ nhất, nhà máy bị phá hủy. Đương nhiên, lúc này sẽ không sản xuất được xe vận chuyển nữa. Đây là đái tháo đường type 1, chiếm tỷ lệ khá là nhỏ, chỉ có 10% thôi. Cơ chế thứ hai, tế bào đề kháng với insulin, hay các bạn có thể hiểu đơn giản đó là tế bào rất là kiêu, không thích những chiếc xe vận chuyển insulin cũ kỹ. Vì vậy, cơ thể này sản xuất nhiều insulin hơn để đạt được hiệu quả tương tự. Sự nỗ lực này không bền vững khi nhà máy bị kiệt quệ, cuối cùng cơ thể lại thiếu insulin. Đây là đái tháo đường type 2, chiếm 90% số bệnh nhân hiện nay.